Vâng, em Đô xin mến chào thưởng bác nhá. Thì hôm nay trời sáng sủa cũng như em về hàng nhưng quan thông báo em về được 100 em đẩy. Con đẩy BVK20, một dòng đẩy huyền thoại tại đơn vị Hưng Đô. Em đã bán và phục vụ anh em trong ít nhất là từ 4 đến 5 năm nay rồi. Một con đẩy bền, khỏe, đẹp và rẻ. Bác nhá, đáp ứng tất cả các tiêu chí cho bác luôn. Tại sao lại có đáp ứng tiêu chí bền, khỏe và rẻ? Thì báo cáo với thì những con đẩy này là những con đẩy hàng nội địa Trung Quốc, bên thì mình nhập trực tiếp về. Nhưng mà khi đã nhập trực tiếp thì có biết rồi, thì bán lẻ rẻ như buôn. Còn có những mẫu như sản phẩm một số hãng hàng OEM khác ấy, nhà tất cả những con đẩy này OEM thôi, nhưng một số hãng hàng OEM khác thì mình nhập qua cầu người ta thì đã ăn lãi lên khoảng 500-700 rồi, còn với mình bán hàng nữa thì tất nhiên đắt hơn một ít các bạn, là có nguyên nhân của nó thôi nhá. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không ai về người ta bán đổ buôn cho các bác là vũ như em nhập lại của DB, à quên, nhập lại của PS chẳng hạn. Một con đẩy người ta lãi 100-200, không có chuyện đấy đâu. Không bỏ tiền vận chuyển và cũng không bỏ tiền ở đây bảo hành đâu các bạn. Nên người ta là con đẩy là ít nhất là phải lãi được tầm 700-800, đến tùy theo hãng, có một những hãng phải lãi tiền triệu một con. Đấy đang nói chuyện bán, nếu bán cho em ấy, bán cho đại lý như kiểu em mà nhập về ấy. Còn đây những con đẩy mà hiếu mình đang nhập trực tiếp về và đã bán phục vụ anh em 4-5 năm nay rồi. Con đẩy này cũng chính là cái chất lượng y xỉ những dòng hãng khác như PS, Adlia, DB thôi. Và số lượng về 100 con đúng không nhá. Thì đầu video em chia sẻ nó hơi nhiều, các bác thông cảm. Đây là 40 con này, người thật việc thật đúng không nhá. Hôm qua em về hàng công Hiếu Minh bảo em nói phét, không có phét đâu các bác. Nói đến nhà em thì không có chuyện phét lác đâu các nhá. Đây, quay lại kho Hiếu Minh này, đẩy này. Vẫn BB kép nhá. Mà đợt này em tự nhà em nhập về nhưng nó là hàng nhập khẩu các nhá. Hàng nhập khẩu thì có tem phụ các bạn, có tem phụ này. Tem phụ này. Đây này, tổng cộng là đúng 100 chiếc về lô này. Thì trước đây những cái dòng đẩy này thường em cũng nhập về 100-200 chiếc. Đây model là BVK20 Pro phiên bản hàng nội địa China, sản xuất tại China và sản xuất design theo dây chuyền công nghệ của Mỹ các nhá. Đấy, nói rất là mỹ miều, ra nó sản xuất tất cả những dòng sò LG của nó, dòng sò Mỹ cực kỳ chất lượng luôn. Cái dòng này thì cái điều quan trọng là cùng là con này, thị trường nhiều con khác nó nhìn dại thì các bác mua con này nhà em nhiều biết rồi. Và hôm nay em về hàng em review chi tiết nội thất bác cùng xem. Trọng lượng cả vỏ hộp là 33 kg nhá, máy không nó xích xuất là 30 kg. Thì súp về nhiều em cũng quá quay đâu, súp hôm qua phải cất ở đây trời mưa này, hàng về lúc nào cũng trong tình trạng ngập kho. Em nhà em nhớ thì bên em thì mình là mấy kho liền để cấp hàng cho bác. Đây tất cả mã súp xước nhà em đây. Thì ở đây là mặt em mũi em nó, kia là vỏ hộp rồi ạ. Mặt mũi em nó phiên bản này vẫn là những phiên bản mặt cũ thôi, BVK20 Pro đấy các nhá. Thiết kế màu đen rất là đẹp. Em quay đây nó ở kho, tại vì định chở ra cửa hàng quay nhưng mà vì ở kho về nhiều hàng em mình cũng có thời gian mà em ra cửa hàng quay mấy nên có thông cảm. Nên quay vụ nhà cái nền này, quay thì nền gạch, nền đất này, à quên, nền bê tông này, nên nó hơi xấu xí. Cái nền phông nền ý nhá, không có phông bạt gì để review cho anh em. Những người thật việc thật, hàng về nhiều, số lượng hợp lý cho bác chơi. BVK20 Pro đâu nhá. Đấy vẫn cái mặt như cũ từ trước xưa cái này thôi. Trọng lượng gần 30 kg, là máy không nhá. Các con đẩy thị trường ấy, các mua ấy, trọng lượng chỉ khoảng 27 kg thôi, nó nhẹ hơn cái con đẩy này nhà em. Với cùng gần này sò nhưng nhẹ hơn con đẩy nhà em mấy cân liền bác, có nguyên nhân nó nhá. Thì em sẽ mở đây. Mở nắp ra cho anh. Em đã mở sẵn nắp rồi. Gần 30 kg. Thích soát 30 kg, kém mất mấy nạng nữa thôi. Tại vì con đuổi này nguồn nó là nguồn đồng các nhá, nguồn đồng và công suất nó lớn hơn so với con đẩy khác thị trường nên là nguồn to hơn. Đấy, nguồn đồng về các bác cạo đồng thoải mái nhá, đo nguồn bằng mắt lóc luôn. Nhiều con nguồn nhìn nó to nhưng nó dẹt, nó mỏng hơn cái mặt này, cái mỏng hơn cái mặt này. Thì con nguồn này Hiếu Minh là to bằng lóc luôn các nhá, đo anh kích thước vậy. Vậy kích thước nguồn nó dường 23 cm, 22,5 phân này, 2,5 phân ở sau găng tay không biết. Thì găng tay em nó gần 22 phân thì dư một ít gọi là 22,5 phân. Nguồn siêu lớn, siêu khổng lồ luôn. Và báo cáo biết thì một con đẩy chất thì phải nhìn vào bên ruột có nhá, nhiều bên ruột. Thứ nhất là các con trở nhá. Tắp có nhá. Cái sò nó sử dụng sò LG có nhá. Sò LG với kép ạ. Với kép dòng sò nhá, đánh súp ngay mà đánh phun hay. Nhà mỗi độ nhược điểm của nó là hơi lặng tí thôi. Nhược điểm nó hơi lặng thôi, còn con này thì đánh rất là bền rồi. Anh em mua nhiều anh em biết rồi. Với vỉ men màu đen đúng nhá. Vì dòng này em đã bán và nó nói lên thương hiệu rồi, đã bán trong ngoài phục vụ bác ít nhất 4-5 năm nay rồi. Và cũng thông báo luôn mức giá là em Hiếu Minh đang chào bán là giá là
6.800.000 đồng trên một chiếc này. Trước đây em bán là 7.500.000 nhưng đợt này em bán là 6.800, giá tại cửa hàng chưa ship, ship nó hết khoảng 300 con này thì rơi 7.1. Nghe giá êm hơn so với trước là được 300-400. Có nhá, một giá rất hợp lý cho các đầu tư. Với công suất cho ra 1.000W một kênh. Đây phiên bản đời mới nên nó cũng rất là lớn nhá. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 là 36 sò. 36 36 là 72 sò. 72 sò chính và phần bú áp nó đây ạ. Em zoom lại nhỏ tí. Có nhìn thấy một phần bú áp chưa? Một dãy bú áp đây. Nghĩa là các bác có thể nhìn Hiếu Minh review nhưng các bác có thể mắt nhìn thấy được, mắt nhìn thấy được. Và những con đời này bên em bán cho bác ấy, về bác mở ruột xem thoải mái nhá. Đấy, nhà về bác xem mở ruột xem thoải mái. Vì hàng chất lượng thì xem ruột thoải mái luôn các bạn. Mở ruột xem thoải mái nhá. Bác nhìn thùng nhìn thông số của nó đấy. Cái gốc K20 Pro. Thì con này nó sẽ khác với phiên bản trước đây các bác mua là công suất nó sẽ nhỉnh hơn vì là nguồn to hơn một chút. Trước đây con nguồn này chỉ khoảng 19-20 thôi, con này nó nguồn đến tận 20 khoảng 20 thôi, con này nguồn đến hơn 22,5. Nên là nó rất là nặng các bạn. Chạy với 4 quạt gió, thiết kế cũng rất là êm các bác nhá. Và phần tụ của nó, sùng tụ là 16 tụ lọc nguồn đúng không nhá, 16 tụ lọc nguồn. Đấy, với chỉ số tụ là 80V và 15.000 microfarad. 80V và 15.000 microfarad đúng không nhá. Phiên bản 2023 về phụ các anh em chơi. Dòng này em thiết kế rất là, thứ nhất là tầm tiền này. Cái mức 2 là giá hợp lý cho bác chơi. Đấy. Hợp lý cho bác chơi này. Tầm tiền. Không có để chất thì khi quay vào đây từ các con trở này, từ những con sò này, từ những con tụ này, nó sắc nét nhá, nó không mờ nhạt các bác nhá. Nó sắc nét, chi tiết. Đấy. Các ông nhìn lại mặt mũi em nó. Xoay cho anh phần sau ấy. Với công suất cho ra 1.000W này thì các bác cửa đánh được tốt cho em là một quả 40 đơn một kênh, một quả súp đơn 40 một kênh, một quả súp đơn 50 một kênh, hoặc một cặp 30 một kênh thôi nhá, một cặp 30 đơn một kênh thôi nhá. Thì con này thích hợp mở cho anh quyển sách này, thông số đây đưa anh quyển sách. Hàng này đợt này nhập khẩu thì bác nhìn thông số này, đây là kép K20 Pro này. Đấy. Mở anh phần cuối sổ ấy. Thì bác nhìn vào đây thì tín hiệu vào sẽ 4 đường tín hiệu vào này và có 4 đường link ra cho bác, rất là cơ động và các chế độ đánh như chập kênh, rồn kênh và cân bằng. Và dây nguồn sử dụng dây nguồn liền có nhá, dây nguồn sử dụng nguồn liền đấy. Và tín hiệu ra thì có rắc kẹp và lưu trích các bạn. Với hệ thống có 4 quạt gió, trong đó các bạn nhá, sẽ có 2 quạt nặng. Cái quạt gió này ấy, nó sẽ khác với cái quạt gió dòng khác là... Đây em cắm lên cho anh. Xoay lại đi em cắm lại cho anh nguồn. Cắm lại em đẩy luôn. Cắm lại anh đây. Cắm nguồn thôi. Nguồn vào để phân tích cái quạt gió đó bác. Đây bác nhìn này. Size 2U trọng lượng là 33kg nguyên hộp. Đấy. Cũng rất là 1.000W một kênh. Đấy. Ở 8 ohm. Đấy. Ở 4 ohm là 1.500W một kênh thôi nhá. Hàng chính hãng nội địa China. Đấy. Có lưu cho em này. Quạt gió dòng này chạy ấy, là hiện tại nhá, quạt gió dòng này chạy ấy, là chạy theo cảm biến nhiệt có nhá. Tại sao em nhấn mạnh là cảm biến nhiệt? Đấy em đang cắm điện nguồn đấy. Sờ đây là cái thanh tản nhiệt thôi nên sờ được. Đấy. Chạy rất êm đúng không ạ? Rất êm luôn. Đấy. Rất êm luôn nhá. Thì cái dòng này chạy là cảm biến nhiệt là gì? Tại sao em nhân phân tích đấy? Cảm biến nhiệt là cái quạt này nó chạy rất là êm, ví dụ như là lúc sau các bác đánh lâu nó sẽ chạy theo cảm biến theo độ ấm và độ nóng của đẩy. Đấy. Con đẩy có thể nó cực kỳ bền. Con đẩy này thì với công suất 1.000W một kênh và cái điện ai nó đã khẳng định trong thời gian mà em Hiếu Minh đã bán phục vụ anh em là 4-5 năm qua rồi. Đấy. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Nguyễn Đô nhá. Cái mức giá rất là tốt, thời điểm lý tưởng, thời điểm mùa hè này 2023. Phiên bản 2023 phục vụ anh em chơi. Các bác có nhu cầu liên hệ lại nhá. Thợ thuyền mua này cũng rất là hợp lý, anh em xô chậu con cũng hợp lý lắm. Em bán bao năm nay rồi. Cùng là con này nhưng con của em nó chất hơn rồi. Thứ bác nhìn ruột nó biết và cái anh những con này em bán bao năm nay rồi. Bán đến hiện tại con này bán ra hàng thị trường hàng nghìn con rồi chứ nó không phải là 100 con em về đâu. Vì là bán số lượng nhiều nên em mới nhập một phát 100 con một các bác nhá. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ em. Và xin là chào tạm biệt nhá.